sau kỳ sàng lọc chọn lựa thì con người sẽ ra sao? Đời sống ở cõi thượng nguồn sẽ như thế nào? Nói về đời thượng nguồn, trong hàng môn đệ của Đức Phật Thầy, ông Ba Thới là người viết nhiều nhất về đời thượng nguồn. Phải chăng ông Ba nghĩ rằng nếu nói đời thượng nguồn là đẹp mà không cho người đời biết thì làm sao người đời ham hố cố gắng tu hành để đi đến được? Nên chi ông cho biết đã viết rõ về đời thượng nguồn. Trong kinh Di Lặc và quyển Quy Nguyên Trực Chỉ, quốc độ của Phật Di Lặc được mô tả là hàng đẹp đẽ trang nghiêm nhất. Đây chúng ta nghe ông Ba mô tả để so sánh coi có khác những điều mà kinh Di Lặc và quyển Quy Nguyên Trực Chỉ đã nói hay không. Ông Ba cho biết rằng khi lập đời trở lại thì đất địa bằng thẳng, không bồi không lở, biển không có nổi cù lao. Sâu đất bằng không thấp không cao, biển sâu không nổi cù lao nữa rồi. Mé sông không lở không bồi, xanh sao y vậy nói rồi sao coi. Chẳng những thế, nước trong chứ không đục, lại không ròng không lớn. Nước một bậc thanh thủy biên trời, không ròng không lớn thuận đời chảy xuôi. Đất địa đã tốt đẹp như thế, thời tiết lại chỉ có hai mùa, xuân và thu. Lòng niệm Phật, hãn dạ chí tu, ngày sau lặp lại xuân thu hai mùa. Bởi thế khí trời rất ấm áp, gió hai ngọn xuân nhật nguyệt thu, không lạnh không nực chi tu để đời. Có điều không thể tưởng tượng được là hễ ban ngày thì có mặt trời mọc, còn ban đêm khi mặt trời lặn thì mặt trăng mọc, đêm nào cũng như đêm nấy. Đến chừng nào nhật nguyệt hiệp căng, ngày thời ông mọc đêm trăng sáng hoài. Chẳng những thế, lúc mọc lúc lặn không như thời nay, vì thời tiết mà sai dịch. Tới ngày sau Tý Ngọ bất di, thìn thời ông mọc bất tri giờ nào. Đến giờ Tý ngày Ngọ hiệp vào, Tý Ngọ đứng bóng giờ nào lại tranh. Ngày sáu giờ đêm sáu giờ canh, nguyệt xuất giờ tuất không tranh giờ nào. Thời tiết điều hòa như thế nên trong năm không có tháng nhuần. Tới ngày sau phong vỏ coi chừng, năm mười hai tháng không nhuần như nay. Năm đã không nhuần, tháng cũng không có tháng thiếu. Nhất ngoạt tam thập nhật chiều mai, không dư không thiếu khỏi tai khỏi nàng. Thời tiết đã điều hòa như thế, tất nhiên đất địa không phải như thời nay sanh ra cỏ hay gai gốc, mà sanh ra toàn là lúa trời. Muốn ăn khỏi cần phải xay giả, vì nó lớn bằng trái dừa. Hộp lúa trời đỏ ruột điềm khuyên, trái dừa nhắm sức của tiên cho mình. Lúa chỉ có hai giống chứ không nhiều loại như đời nay. Sâu không nếp mà quết bánh phòng, còn hai giống gạo giữ lòng làm ăn. Nhưng chẳng phải lúa ấy giữ nguyên hình mãi đâu, vì qua thời kỳ Trung Nguyên, bởi chịu ảnh hưởng của thời tiết đổi thay
mà nó sẽ biến hình đi. Sau hộp lúa vỏ trắng thiệt hình, trong ruột thời đỏ thế bình bất di. Trước vỏ vàng ruột trắng phân ly, trung nguồn khiến biến người khi tiêu điều. Mùa tiết đã thuận, đất đai đã tốt, xanh toàn lúa, thì hẳn không còn loại độc trùng hay các loại thú vô ích nữa. Ông Ba cho biết, chỉ có loài thú nào có ích cho loài người mới sanh ra cho người dùng mà thôi. Núi Lao Sao lập hậu trời nghiêu, cao điền đất thuấn tiêu diêu độc trùng. Sâu vật nào trời Phật cho dùng, Phật đem trở lại dưỡng cùng vạn gia. Tồn nhị thú phạm luật quốc gia, con trâu con chó cõi ta không vìa. Tại đâu đời sau không có loài trâu loài chó? Điều ấy rất dễ hiểu. Đã nói rằng loài thú nào có ích cho người mới sanh ra, ngày sau lúa đã mọc sẵn, người ta không còn cày cấy nữa, thì con trâu dù có được sanh ra cũng không có lợi ích gì. Còn loài chó sanh ra để giữ nhà, mà đời sau là đời nghiêu thuấn, nhà không cần đóng cửa, của rơi không người lượm, thì còn đâu trộm cướp, mà phải cần có chó để giữ nhà. Quả thật là đời nghiêu thuấn. Nào là nhà không đóng cửa, tri sự tiền lập hậu chánh minh, nhà không đóng cửa quản thinh đêm ngày. Nào là của rơi không ai lượm, họ hàng khơi chiều mai ngó thấy, qua ngày sau của rơi chẳng lấy. Ông Ba cho biết ngày sau con người có tài trí cao siêu lắm, lo việc hậu mới được lâu dài. Ngày sau nhiều kẻ pháp tài trí chi, và họ vẫn biết bay như xà đặng hóa rồng vậy. Đạo tung dung xà đắc hóa long, người thời không cánh không long bay rầy. Muốn kiến thiết thế giới tốt đẹp như thế, ông Ba cho biết việc sắp đặt phải mất 3 năm mới xong. Lập 3 năm đều đủ dưới trên, đồng chư quốc lập nên một cuộc. Thông minh tánh nhiều người không thuộc, vận trời xuôi nhất cuộc hưng bang. Nơi nơi đều phú túc hiển vang, chốn chốn hưởng an ban vận đạt. Về gia đình thì 5-7 người cùng ở một nhà, thuận hòa trên dưới. Cái tục lệ hát ca như đời nay không còn nữa, qua ngày sau không hát không ca. 5-7 người ở lại nhất gia, vọng Đức Phật Thích Ca chí lý. 5-7 chủ hiệp tình nhất ý, Phật độ người tận lý quang minh. Vì người đời hiền lương, nhà nhà đều phú túc, cho nên không sanh ra trộm cướp, bởi thế không có nhà ngục. Nhưng ở mỗi tỉnh vẫn có lập tòa án để hòa giải những việc bất đồng ý kiến nhỏ nhặt, cùng xem chừng việc trị lý trong dân gian. Có tòa án các tỉnh xăm xôi, không đường ngục thế, không đường ngục thất sâu coi để đời. Nhà ngục đã không có, cho nên cả pháp luật lập ra để răn phạt người, làm gì lại có. Của người Tây trả cho người Tây, tân trào phế luật thẳng tay chỗ tài. Kiển tiên gia sâu đặng lâu dài, vô cùng mưu trí phép tài mới nên. Một điều mà xã hội này không có là đời sau dân chẳng có làm sau nạp thuế chi cả. Phật lập chánh chư quốc chư hầu, bán buôn lui tới phải đầu nước Nam. Phật dạy đều lòng dạ đừng tham, không xu không thuế nước Nam thanh nhàn.
18 nước ăn ở một tràng, chợ nào không góp sớm làng an ninh. Sở dĩ các nước cùng sống thuận hòa, người người đều hiệp ý không gây gổ, không sanh ra chiến tranh, là vì ngày sau chỉ có một tôn giáo. Qua ngày sau không miễu không đình, hội tề công sở nhất tình quốc gia. Nước Tây phiên nhà thờ không cha, niệm trời niệm Phật quốc gia an hòa. 18 nước như con một nhà, đều thời niệm Phật, đều thời niệm Phật Di Đà công phu. Một nước chỉ tu có một chùa, và các ngày lễ vẫn như nhau. Một nước thì tu có một chùa, nhà không phượng tự hai mùa xem minh. Cỡ hai ngày lễ bái tưởng kinh, 30 mồng một chánh minh nhất trường. Ngày 15, 16 lập thường, niệm trời niệm Phật nhị trường an khương. Lễ ngương đáng hạ nhất xuân vương, chánh ngoại sơ, chánh ngoại sơ nhất lễ bà chánh chung. Nhân bất ác tích thiện vi chung, lễ xuân ngương đáng chánh chung hai mùa. Lễ thượng nguồn gia kiết tại chùa, trung ương thu nhật thủ vừa hương rơi. Nơi nơi đều ngợi chữ thảnh thơi, ca ngâm xứ xứ vui chơi thanh nhàn. Đời sống đã vui thú như thế, còn con người thì tướng dạng ra sao? Ông ba cho biết rằng đời sau chầu thuốc đều bỏ, cho nên răng thì trắng, tóc thì dài, da trắng, và châu thân thì không có lông. Nhịn chầu thuốc biến nói biến cười, ngày sau răng trắng như người Quảng Đông. Nội châu thân không có mọc lông, tóc dài da trắng phụng lông dạng hình. Con mắt thì sáng ngời, miệng thì thơm, con mắt sao ngó thấy sáng ngời, trông như mắt cọp miệng cười ngọt thơm. Răng thì trắng thiệt người ăn cơm, lưỡi sao răng vậy gạo thơm ngọt ngào. Hình dạng đã đẹp đẽ như thế, người người lại không trẻ không già. 80 tuổi sắp lên mới có con so, song trong 10 người mới có một người sanh sống lâu đến muôn tuổi. Đâu đâu không trẻ cũng không già, 80 mới có vậy mà con so. Ngoài muôn dân lạc nghiệp đủ no, 10 người sanh đặng con so một người. Người tốt tươi ăn nói vui cười, nhưng tuổi thọ ấy qua trung ngân thì so le, giảm xuống còn trên 1000. Cũng như hột lúa bằng trái dừa, qua trung ngân biến hình trở lại nhỏ. Người ăn nói bằng thẳng thiệt thà, trình thưa dậm dạ giữ mà phép khuôn. Lập thượng ngôn tuổi có một muôn, trung ngôn giữ dạ khép, trung ngôn giữ dạ phép khuôn trên ngàn. Con người ăn ở đều có lễ nghi khuôn phép, cho nên không có sự loạn luân, loạn dâm. Ngày sau nhân bất loạn dâm, người nào nghịch tánh binh âm vật rồi. Phật cho tâm tánh định hồi, mang ri mọi rợ tiêu rồi sạch trơn. Thiên sanh tiền hải hậu sơn, tiền tần hậu hớn mang ơn cũng nhiều. Ông ba cho biết rằng vợ chồng đời nay chỉ là oan khiên túc trái, vay trả lẫn nhau, chỉ qua đời sau mới là thiệt vợ thiệt chồng. Những vị làm quan có đến 5-7 vợ, đâu đấy đều hòa mục, giữ trinh tiết thờ chồng. Có lẽ vì số đàn bà nhờ sự tu hành ở đời nay mà được sống qua đời đó quá nhiều. Sắp
năm bảy lần so với đàn ông. Phải chăng ngày nay chúng ta thấy số đàn bà đi chùa và tín ngưỡng trời Phật nhiều hơn đàn ông? Qua ngày sau thiệt nợ thiệt dương, đàn bà chinh tiết vì ơn nuôi chồng. Năm bảy vợ hiệp ý một lòng, thượng hòa hạ mục nuôi chồng làm quan. Một điều lạ nhất ở đàn bà đời Thượng Ngôn là không có đường kinh nguyệt nữa. Đường kinh nguyệt sau Phật sử tiêu, đời nay ngang dọc phách diêu lõa lồ. Con người nhờ khí hậu điều hòa, đất đai tinh khiết, cho nên được sống lâu đến muôn tuổi, không ai bệnh hoạn. Nhờ đó mà sau này không có thuốc men. Việc thuốc nam thuốc bắc vô ân, ngày sau thôi cũng vô phân thuốc rồi. Trên quốc độ vô cùng trang nghiêm đẹp đẽ ấy, nước Việt Nam sẽ ra sao? Người Việt Nam sẽ có vai trò gì quan trọng không?